Xin kính chào tất cả quý khách hàng. Và tối ngày hôm nay trên trang fanpage ô tô Hiền Kim thành phố Hải Dương cũng như Luxury Car Hải Dương, em Hiền Kim lại xin phép lên sóng báo giá trực tiếp rất là nhiều các mẫu xe mà ngày hôm nay vừa có mặt tại showroom bên em. Thêm một chiếc xe Mitsubishi Outlander 7 chỗ ngồi số tự động đã có mặt tại cửa hàng. Kia Rio xe nhập khẩu 2012 bản hatchback màu đỏ hơn 300 triệu cũng đã có tại cửa hàng. Rồi Ford Ranger Winchak, những dòng như Vios, Mazda 6, Hyundai Accent. Thì các bác, anh, các chị cứ theo dõi, nếu mà phù hợp, yêu thích mẫu xe nào, xin vui lòng nhắn tin gọi điện cho bên em qua số hotline 0978 607 555 hoặc 0941 337 888. Chất lượng xe bên em bán ra thì các anh các chị cứ đi test kiểm tra xe, em cam kết là xe không tai nạn vào đầu, răng sắt xi, túi khí, khung sườn, xe không ngập nước, không thủy kích, không bổ máy, máy số zin. Xe đẹp thì cũng không có rẻ đâu các anh các chị ạ. Một chiếc xe bên em có thể bớt cho các anh các chị được tầm từ 10, 5, 7, 10 triệu. Mà chiếc xe nào cao thì bọn em bớt được khoảng tầm 15 triệu. Còn không có xe nào bọn em bớt được 30 hay 40 đâu. Bởi vì là thời điểm này xe khá là cao, nên là anh chị cứ cân đối nhé. Bởi vì xe đẹp em cũng mua căng giá. Hôm nay thì em có thêm một chiếc xe 7 chỗ Mitsubishi Outlander vừa về. Một chiếc xe Kia Rio nữa. Hôm qua có một chiếc xe Kia Sorento 7 chỗ. Thì chiếc xe đấy thì em đã nhận cọc khách ở Vũng Tàu. Và hôm nay xe đã lên lồng, khách chuyển cọc sáng. Và em cũng đã cho xe lên đường vận chuyển vào trong Vũng Tàu cho khách rồi. Em chào anh Hùng Anh. Một chiếc Rio xe nhập khẩu 2012 tầm tiền chỉ hơn 300 triệu đây ạ. Nếu như anh chị nào có tầm 300 triệu muốn sở hữu được một chiếc xe nhập khẩu thì chúng ta cùng tham khảo qua chiếc xe này. Outlander đây. Các bác vừa hỏi em Outlander Tucson Ford Ranger Winchak thì giữ máy luôn nhé. Một chiếc xe Mitsubishi Outlander bản 2.0 sản xuất 2018, em đang chào bán là 685 triệu, đến từ thương hiệu của Nhật Bản, 7 chỗ ngồi. Các bác, anh, các chị quan tâm chiếc xe này thì xin vui lòng liên lạc trực tiếp cho em đây ạ. Mitsubishi Outlander số tự động 2018 bản 2.0. Có trách nhiệm rút hồ sơ cho các bác. Hỗ trợ banh lên tới 70% giá trị xe. Đây là một chiếc xe đến từ thương hiệu của Nhật Bản nhá. Hyundai Elantra em có, Ranger em có 2016 bản Winchak anh ạ. Các anh các chị chia sẻ giúp em Hiền Kim, CX5 em có hàng luôn ạ. Con này mai xử lý cái đèn nó hết đi. Đằng trước ấy. Em chào anh Hoàng Lập nhá. Cả nhà chia sẻ giúp em Hiền Kim, rất là đẹp cho chiếc xe Mitsubishi Outlander. Em đang chào bán chiếc xe này có giá là 685 triệu. Giá xe vẫn có thể thương lượng lộc lá thêm được một chút nữa. Xe đã lên màn hình Android. Nội thất ghế da, đề nổ thông minh start top, chạy hơn 6 vạn ạ. Đây, một chiếc xe đến từ thương hiệu Nhật Bản, form dáng rất là đẹp. Mức tiêu thụ nhiên liệu nó sẽ rơi vào động khoảng tầm từ 6 đến 7 lít trên 100 cây. Sorento hôm nay em bán rồi anh Viện Công Nghệ ơi. Sorento ngày hôm nay em đã nhận khách ở Vũng Tàu và em đã nhận cọc rồi. Chiếc Vios là biển 79. Vios là biển 79 Khánh Hòa, xe đi 3 vạn màu vàng cát. Còn chiếc màu bạc thì em không nhớ là biển đâu đâu. Bắc Ninh thì hôm nay chưa có chiếc xe biển nào biển Bắc Ninh. Sorento em bán rồi, Tucson em có màu đen, màu vàng cát nhá. Em chào anh Hậu Kim. Các anh các chị chia sẻ giúp em Hiền Kim nha. Các bác, anh các chị ủng hộ cho em, yêu quý em Hiền Kim thì ấn nút chia sẻ giúp em. Em xin đọc lại thông tin đầy đủ của chiếc xe Mitsubishi Outlander bản 2.0 số tự động 7 chỗ ngồi. Chiếc xe này lắp ráp tại Việt Nam. Bên em đang chào bán, các anh các chị tham khảo, có giá là 685 triệu. Có trách nhiệm rút hồ sơ và hỗ trợ banh lên tới 70% giá trị xe. Tucson em có. Vừa bác nào hỏi em là có CX5 không thì em có luôn CX5 cho các anh các chị cùng tham khảo đây ạ. Rất là nhiều các mẫu xe đẹp nên là các anh các chị cứ xem từ từ nhá.
WinChắc em có, WinChắc em có, giữ máy luôn giúp em. WinChắc 3.2 em có nhá. Một chiếc xe Mazda CX-5. Cảm ơn anh Hùng Anh. Em sẽ báo giá lần lượt tất cả các mẫu xe nhá. Nên là anh chị chịu khó theo dõi. Và em sẽ không trả lời từng comment nữa, bởi vì sợ anh chị nghe thì nó sẽ bị lặp đi lặp lại. Nên là em báo giá đến đâu thì em sẽ đọc đời xe và thông số kỹ thuật của xe. Nên anh chị cố gắng nghe giúp em. Và nếu như không nghe được rõ thì anh chị có thể chụp lại màn hình và gửi giúp em qua tin nhắn. Em sẽ báo giá chi tiết, hình ảnh, video cụ thể. Thêm một chiếc xe Mazda CX-5. Chiếc xe này là bản 2.0, sản xuất cuối 2016, phanh điện tử màu xanh thiên thanh, mà hay còn gọi là màu xanh ngọc bích. Em đang chào bán để các anh các chị tham khảo, có giá là 658 triệu. 2.0, 5 chỗ ngồi máy xăng. Xong xe này đến từ thương hiệu của Nhật Bản, Mazda CX-5. Giá xe em vẫn có thể lộc lá thêm được một chút nữa. Chiếc xe này chạy hơn 6 vạn. Rất là đẹp luôn ạ. Xe đã có bậc lên xuống, bậc dẫm này, ghế chỉnh điện này, nội thất ghế da này, đề nổ thông minh này, rồi là phanh điện tử đầy đủ nhá, có cửa sổ trời. Đấy, các bác nào đang quan tâm Mazda CX-5 thì chúng ta có thể tham khảo qua chiếc xe này giúp em Hiền Kim. Xe thì em cam kết cho các bác là máy zin, số zin. Xe không tai nạn vào đầu, răng sắt xi, túi khí, khung sườn, kết cấu của xe. Xe không ngập nước, không thủy kích, không bố máy. Còn sơn xi theo thời gian thì nó sẽ không tránh khỏi đâu ạ. Em xin đọc lại thông tin đầy đủ của chiếc xe Mazda CX-5 bản 2.0, sản xuất 2016, bản Philips phanh điện tử. Xe chạy hơn 6 vạn, em đang chào bán là 658 triệu. Các bác vừa hỏi xe Kia Rio nhập khẩu em có hàng, Hyundai Tucson, Forerunner, WinChắc em cũng có. Nên là các anh các chị cùng theo dõi luôn giúp em nhé. Các anh các chị cứ để bình luận ở phía dưới đi. Em like thì em vẫn sẽ nhìn thấy bình luận của anh chị, và em sẽ đến đâu em sẽ giới thiệu rõ từng xe cho anh chị cùng tham khảo. Một chiếc Forerunner WinChắc đây ạ. Bác nào đang hỏi quan tâm chiếc xe bán tải 2 cầu, xe nhập khẩu máy dầu Forerunner WinChắc, cũng là phiên bản cao cấp, phiên bản đắt tiền của dòng Forerunner nhất. Chiếc xe này là biển 14 Quảng Ninh, xe chạy 8 vạn, 2 cầu, số tự động, máy dầu, xe nhập khẩu nguyên chiếc, sản xuất 2016, bản 3.2. Bên em đang chào bán chiếc xe này là 720 triệu. 720 triệu các bác nhé. Xe thì đã độ bậc lên xuống đầy đủ. Chiếc xe này cũng đã được chủ cũ độ lên đèn bi rất là đẹp này. Độ lên đèn bi rất là đẹp. Lốp láp còn rất là mới. Nắp thùng đầy đủ hết rồi. 720 triệu cho chiếc xe Forerunner WinChắc bản 3.2. 2 cầu, số tự động, máy dầu, chạy 8 vạn, biển 14 Quảng Ninh. Các bác cùng ngắm giúp em nhé. Đây, rất là đẹp. Sơn xi thì có xước sát đây, các bác nhìn thấy luôn những cái vết xước trên nắp thùng. Đấy, vì là dòng bán tải thì đa số chúng ta cũng mua là chở hàng rồi chạy chở đồ, thì những cái vết xước ở trên những nắp thùng thì sẽ không tránh khỏi đâu ạ. Nội thất chiếc xe này nguyên bản, ghế nỉ da kết hợp, màn hình đầy đủ, camera lùi đầy đủ các bác nhé. Em xin đọc lại thông tin đầy đủ của chiếc xe Forerunner WinChắc bản 3.2. 2 cầu, số tự động, máy dầu, xe nhập khẩu nguyên chiếc, chạy 8 vạn, biển 14 Quảng Ninh. Bên em đang chào bán tại showroom để các anh các chị tham khảo, có giá là 720 triệu. Có trách nhiệm rút hồ sơ, xe thì em bảo hành máy zin, số zin, không tai nạn, không ngập nước, sơn xi xước sát theo thời gian nhé. Sơn xi thì 2016 thì chắc chắn là
người ta cũng phải bắn tỉa, cũng phải tỉa tốt theo thời gian rồi. Em cảm ơn anh Tuấn Nguyễn nhé, em cảm ơn anh Hoàng Long. Anh Lưu Hạnh ơi, Xpander hiện tại em lại chưa có hàng. 7 chỗ máy dầu thì em còn một chiếc xe Fortuner Mazda 6, Mazda 620, Mazda 6620 thì Mazda CX-5620 không bán được anh ạ. Tucson mà em đang có màu đen mà vào vàng đồng. Fortuner số tự động em đang tạm hết rồi. Các bác vừa hỏi em chiếc xe Kia Rio, xe nhập khẩu đấy ạ. Tucson đen em có, giữ máy luôn giúp em. Một chiếc xe chỉ có 348 triệu đây ạ. Nhập khẩu số tự động bản hatchback màu đỏ. Các bác, các anh, các chị nếu như mua cho vợ hay là mua đi trong phố nhỏ nhắn xinh xắn tầm tiền thì chúng ta cứ quan tâm và tham khảo chiếc xe Kia Rio nhập khẩu hatchback này nhé. Bên em có trả góp anh Lý Vương. Cảm ơn anh Tuấn Nguyễn. Em chào anh Trần Trọng Lính nhé. Cả nhà chia sẻ giúp em Hiền Kim ạ. Đây. Kia Rio xe nhập khẩu. Chiếc xe này là form hatchback mà. 348 triệu, sản xuất 2012 và đăng ký 2013. Xe nhập khẩu nguyên chiếc, rất là đẹp luôn. Đấy, chỉ có hơn 300 triệu này. Nếu như bác nào đang có nhu cầu tham khảo chiếc xe này thì chúng ta cùng ngắm. Em cũng đã up tải hình ảnh video chi tiết lên trang fanpage cũng như trang YouTube rồi. Có đề nổ thông minh, có cửa sổ trời đầy đủ, đấy là bản đủ các bác nhé. Xe chạy hơn 6 vạn. Rất là chất cho chiếc xe này luôn ạ. Em xin đọc lại thông tin đầy đủ của chiếc xe Kia Rio. Xe nhập khẩu nguyên chiếc, sản xuất 2012, số tự động bản đủ hatchback. Em đang chào bán là 348 triệu. Các bác, anh, các chị có nhu cầu tham khảo quan tâm chiếc Kia Rio này thì xin vui lòng gọi cho em qua số hotline 0978 607 555 hoặc đến trực tiếp showroom của bên em là 166 đường Trường Chinh, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương để xem xe và thương lượng về giá cả. Vừa bác Hào hỏi em là Hyundai Tucson và Fortuner máy dầu thì các bác cùng giữ máy luôn giúp em ạ. Qua dòng này thì em sẽ quay sang dòng xe Hyundai Accent nhé, rồi là Mazda Cerato để các anh các chị cùng ngắm và cùng tham khảo. Tucson thì em đang còn 2 chiếc, một chiếc màu đen, một chiếc màu vàng đồng. Fortuner máy dầu thì em còn một chiếc 2016 thì chúng ta cùng giữ máy và cùng đón xem giúp em Hiền Kim. Hyundai Tucson, chiếc xe này là biển 12 Lạng Sơn. Xe chạy 3 vạn. Lốp còn zin theo xe cả dàn, lốp sơ cua chưa dùng tới. Em đang chào bán là 758 triệu. Bán tải màu trắng là Forerunner Winchuck 3.2. Em đang chào bán là 720 triệu. Dòng Sonet thì bên em lại chưa có. Cerato thì em chỉ có 2018 thôi anh ạ. 19-20 đang tạm hết ngày hôm nay. Hyundai Tucson cho các bác, anh, các chị cùng tham khảo đây. 2.0 5 chỗ ngồi máy xăng. Xe lắp ráp tại Việt Nam, sản xuất cuối 2019, model 2020. 758 triệu. Hỗ trợ trả góp lên tới 70% giá trị xe. Chiếc xe này thì sàn 5D đầy đủ rồi, màn hình đứng theo xe, camera lùi đầy đủ. Xe thì như mới luôn ạ. Biển 12 Lạng Sơn chính chủ. Form mới các anh các chị nhá, các anh các chị nhìn giúp em này. Chiếc 2019 model 2020 này thì cái đầu của nó là form mới.
Thì sang chiếc màu đồng này là form cũ, thì hai cái form đầu nó cũng là mặt ga lăng, nó cũng hơi có một chút khác với nhau rồi. Em xin đọc lại thông tin đầy đủ của chiếc xe Hyundai Tucson 2019 bản 2.0 form mới, máy xăng 5 chỗ ngồi. Em đang chào bán là 758 triệu. Nếu các anh các chị không thích 2.0 thì chúng ta có thể tham khảo qua chiếc xe bản 1.6 turbo nhá. Em có 1.6 turbo đây ạ. Anh Bùi Văn Ba đang quan tâm chiếc xe màu vàng đồng này, thì chiếc xe này là bản 1.6 turbo, cũng là máy xăng 2018. Bên em đang chào bán là 818 triệu. Nếu anh chị mà tinh ý một chút thì chúng ta cùng phân biệt này. Từ năm 2018 đổ về ấy, nếu mà form cũ của đầu 2019 cho đến trở lại ấy, thì nó còn có hệ thống rửa đèn pha tự động. Nhưng mà từ năm cuối 2019 form mới thì tất cả những cái chức năng như hệ thống rửa đèn pha tự động là Tucson đã bỏ rồi, không có nữa. Đấy, 19 thì anh các chị nhìn thấy form mới không có nhá. Kể cả cái con màu trắng đây, 2021 thì hệ thống rửa đèn pha tự động cũng đã được bỏ. Nhưng mà 2018 thì hệ thống rửa đèn pha tự động vẫn còn nguyên. Chiếc xe này là bản cao cấp nhất, cũng là bản đắt tiền nhất, bởi vì chiếc xe này là bản 1.6 turbo tăng áp. 2018 xe mới đi có hơn 3 vạn thôi. Bên em đang chào bán là 818 triệu cho các anh các chị quan tâm. Đấy, màu vàng đồng em có, màu đen em có ạ. Cảm ơn anh Đào Khánh ạ. Fortuner máy dầu giữ máy giúp em một chút ạ. Đấy, xe này thì tất cả hệ thống lốp của nó còn theo xe hết. Lốp sơ cua chưa dùng tới, bản 1.6 turbo. Giá xe em vẫn có thể thương lượng lộc lá thêm được một chút nữa. Mức tiêu thụ nhiên liệu của chiếc xe này thì nó sẽ rơi vào tầm từ 5 đến 6 lít trên 100 cây. Anh các chị cùng ngắm giúp em chiếc Hyundai Tucson bản 1.6 turbo ạ. Cửa sổ trời toàn cảnh panorama này, phanh điện tử này, ghế điện đầy đủ này, cân bằng điện tử này, hỗ trợ đổ đèo ngang dốc này, rất là nhiều các tính năng option, đèn bi đôi này. Em xin đọc lại thông tin đầy đủ của chiếc xe Hyundai Tucson bản 1.6 turbo 2018, xe chạy hơn 3 vạn, bên em đang chào bán là 818 triệu các bác nhé. Anh chị nào đang có nhu cầu tham khảo quan tâm chiếc Hyundai Tucson này thì có thể dành một chút thời gian ghé về showroom của bên em là 166 đường Trường Chinh, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương để xem xe và thương lượng về giá cả. Các anh các chị xem trên kênh có thể nhắn tin qua trang fanpage hoặc Zalo, hoặc có thể gọi điện đến số hotline thì bên em sẽ gửi chi tiết thông tin cụ thể. Xem kênh của em Hiền Kim thì có thể ấn nút chia sẻ giúp em nhé. Sang ở phía bên đây nữa, các anh các chị vừa hỏi em là Fortuner máy dầu. Đây ạ, chiếc xe này là bản 2.5 một cầu, số sàn 7 chỗ ngồi. Em xin lỗi bởi vì ở phía trong này nó hơi chật nên là em không đi vào để quay nội thất được. Nên là các bác, các anh các chị nào đang quan tâm chiếc xe Fortuner máy dầu một cầu 2016 thì cứ nhắn tin để lại cho em một tin là gửi cho anh chiếc xe Fortuner, thì em sẽ kết nối Facebook hoặc Zalo, em sẽ gửi đầy đủ cho anh chị. Em xin đọc lại thông tin đầy đủ của chiếc xe Fortuner máy dầu bản 2.5 một cầu, số sàn 7 chỗ ngồi, sản xuất 2016. Bên em đang chào bán là 685 triệu. Chiếc Hyundai Tucson 2021 màu trắng này, cho em đã nhận cọc khách rồi. Chiếc Hyundai Tucson màu nâu là bản 1.6 turbo 2018, em đang chào bán là 818 triệu. Hyundai Tucson bản 2.0 2019 màu đen, em đang chào bán là 758 triệu. Phía trên này em có Mitsubishi Outlander bản 2.0 7 chỗ ngồi, sản xuất 2018. Chiếc xe này em đang chào bán là 685 triệu. Đây ạ, Mitsubishi Outlander. Một chiếc Mazda CX-5 bản 2.0 2016, em đang chào bán là 658 triệu. Sang ở phía bên này, em có Hyundai Accent màu đỏ, Cerato bản Premium màu đỏ. Rồi phía trên này màu đỏ thì có Honda Civic.
Bên này có Mazda 6, rồi có Vios màu bạc, các anh các chị cùng ngắm luôn nhá. Hyundai Accent màu đen em cũng có hàng ạ. Nóng quá. Ở chỗ anh chị bây giờ là thời tiết đang như thế nào ạ? Có ngày hôm nay có nắng nóng không? Có bác nào mà thời tiết ngày hôm nay là mưa không ạ? Ở ngoài Hải Dương thì rất là nóng luôn ạ, cực kỳ nóng luôn. Nhưng mà không nóng bằng Nghệ An đâu. Nếu mà anh chị ở Nghệ An, Hà Tĩnh thì thời tiết mấy hôm nay cực kỳ nắng nóng. Em có Vios màu bạc, Vios màu vàng cát, Hyundai Accent màu đỏ, Hyundai Accent màu trắng và Hyundai Accent màu đen. Thì anh chị cùng theo dõi luôn giúp em nha. Xe đẹp lắm ạ, xe rất là đẹp luôn. Tucson màu đen, Tucson màu vàng cát. Tự nhiên em không nhớ là biển ở đâu anh ạ. Anh nhắn tin đi, tí em bảo kế toán gửi giấy tờ cho. Tự nhiên hỏi thì em cũng không thể nhớ hết được. Con nào em nhớ được thì em sẽ trả lời nhá. Chiếc xe Toyota Vios màu bạc đây ạ. Toyota Vios màu bạc bản 1.5G 2018. Để em kiểm tra chiếc xe này chạy mấy vạn nhá. Xe đi 5,6 vạn. Bên em đang chào bán là 485 triệu. Anh Messi Việt Nam, Messinger Việt Nam rất là đang mưa, mưa là mát rồi. Anh Lâm Dũng ở đâu mà nóng đấy ạ? Ở Hải Dương cũng rất là nắng nóng luôn ạ. Cảm ơn anh An Đặng nhá. Chiếc xe Vios này là chạy hơn 5 vạn 2018 bản 1.5G. Em đang chào bán là 485 triệu này. Đấy, xem vẫn có thể bớt thêm được một chút nữa. Các anh các chị nếu như tầm tiền hơn 400 triệu muốn thích sở hữu một chiếc xe Vios số tự động đời 2018 bản G thì chúng ta cùng tham khảo qua chiếc xe này giúp em. Xe rất là đẹp, rất là đều xe, máy zin số zin. Đấy, các anh các chị các bác cứ đi test thoải mái. Nhiều bác bảo là em ơi chiếc xe nhà em sao bán đắt hơn chỗ khác tận đến mấy chục triệu. Bảo như thế nhưng mà anh xem bên đấy anh có mua không? Bảo không, nhưng mà anh xem chiếc xe đấy nó lỗi. Xe nhà em bán đẹp mà đắt quá. Vì bởi vì đẹp thì nó không có rẻ, mà bản thân nhà em đi mua thì các anh các chị có xe bán xe đẹp cũng không bao giờ bán rẻ đâu, đúng không ạ? Đây, nội thất chiếc Vios 2018 nhá, nội thất màu kem rất là đẹp, rất là tươi. Em vẫn hỗ trợ banh chiếc xe này cho các anh các chị. Nóng quá, toát hết cả mồ hôi luôn đấy. Em xin đọc lại thông tin đầy đủ của chiếc xe Toyota Vios số tự động bản 1.5 2018. Em đang chào bán là 485 triệu ạ. Màu vàng cát thì em đang bán là 495, bởi vì chiếc vàng cát là xe mới đi có 3 vạn thôi thì nó đắt hơn. 74 là Quảng Trị, anh Dũng Nguyễn Tiến nhỉ? Là 74 là Quảng Trị thì chắc chắn là nóng rồi. Anh Đào Khánh ở Phú Thọ, Phú Thọ cũng nắng đúng không anh? Hy vọng là nhanh nhanh hết mùa hè đi để cho không khí nó thoải mái. Chứ nắng nóng thế này á, làm cái gì cũng thấy mệt luôn các anh các chị ạ. Nhất là đi ngoài đường. Bản thân nhà em thế nóng kinh khủng luôn ấy. Vì là mái tôn nó hập xuống. Nên là anh chị nằm xem điều hòa thì yêu quý em Hiền Kim thì chia sẻ giúp em nhé. Anh Hồng Ngọc Nguyễn ơi, đợt này là Facebook nó đang bóp tương tác anh ạ. Nó đang quét ấy. Đợt vừa rồi là quét mất một tuần, bây giờ lại phải thêm một tuần nữa, bởi vì những cái phay ảo này, những cái phay chạy mà chạy chui ấy, hoặc là những cái phay ảo ấy thì nó sẽ bị lọc dần, thì nó sẽ dành cho những cái phay hoạt động thật. Nên đợt vừa rồi, đợt này á, những cái phay bán hàng ấy nó đang lọc tương tác rất là cao. Nhưng mà khách hàng thì có nghĩa là cái sự tiếp cận của khách bị hạn hẹp rất là nhiều. Trước em like toàn mấy nghìn người, có khi 4-5 nghìn người vào xem. Nhưng bây giờ like toàn có mấy trăm mắt xem thôi. Bởi vì là Facebook nó bóp tương tác, nó không cho chia sẻ, nó không để cho là tiếp cận quá nhiều ấy. Nên là cũng rất là hạn chế.
Nên là các anh các chị cứ xem, nếu mà chỉ cần chia sẻ lên trang cá nhân giúp em nhé. Hùng Hùng Honda Civic à? Ok, chiếc xe đấy thì quá đẹp luôn rồi, giữ máy luôn. Ok, anh Trương Việt Xuân, anh check tin nhắn giúp em ạ. Cerato 2019 thì hôm nay chưa có hàng. Fortuner thì 18 em đang tạm hết. Thêm một chiếc xe nữa đây ạ. Chiếc xe này là Hyundai Accent sổ tự động, biển 89 Hưng Yên, 2019, 479 triệu đây ạ. Các bác anh các chị cùng ngắm giúp em nha, 479 triệu cho chiếc Hyundai Accent sổ tự động. Thì em đang còn cả màu đỏ, có cả màu đen nữa. Phía trên này bác Hùng vừa hỏi là muốn xem chiếc Honda Civic đúng không ạ? Chiếc Honda Civic đây. Chiếc xe này là bản 1.5 turbo, bản L mà. Tucson em còn màu đen và màu vàng cát đấy ạ. 1.5 turbo. Biển 34 Hải Dương. Em đang chào bán là 725 triệu. Và còn rất là nhiều xe nhá. Thì các anh các chị cứ theo dõi trên kênh của em Hiền Kim. Và em sẽ check tin nhắn. Nếu mà anh chị chưa nhìn rõ được chiếc xe nào thì có thể vào trang fanpage. Và em sẽ check tin nhắn, sẽ gửi đầy đủ thông tin cho các anh các chị cùng tham khảo. Và nhớ ấn nút đăng ký, ấn nút theo dõi trên kênh fanpage của bên em để có thể cập nhật nhiều mẫu xe ưng ý nhất. Và buổi báo giá tổng hợp tối hôm nay em xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại các anh các chị trong buổi báo giá tổng hợp tiếp theo.